Đây là nó, luôn bình tĩnh, với vẻ ngoài quyến rũ, hấp dẫn bất cứ gã nào lướt ngang qua mạng nhện của nó. Bạn đang chiêm ngưỡng loài nhện lưng đỏ. Nó được biết là đã từng giết con người, nhưng với phong cách mồi chài quyến rũ kẻ khác phái, những con nhện được cùng loài mới là mục tiêu của nó. Khi sẵn sàng giao phối, những con đực nhỏ bé hơn nó nhiều treo mình ở rìa mạng nhện để thăm dò ý tứ của con cái. Nó cho thấy con cái này đã chú ý. Con đực này may mắn. Chỉ 20% nhện lưng đỏ đực có cơ hội giao phối. Nhưng vận may của nó sắp chấm dứt. Nó bắt đầu cuộc chinh phục bằng cách đưa một trong hai tua cảng vào con nhện cái. Một khi xong việc, con nàng nhện mồi chài sẽ tấn công. Việc ăn sống nhện đực trong khi đang giao phối thực sự có thể tăng cơ hội sinh được nhiều nhện con hơn. Nói cách khác, hy sinh con đực là một sự đầu tư sinh lợi. Sự quyến rũ chết người này không chỉ là một bữa tối hẹn hò. Đáng yêu và nhiều lông, nhóm thú con hay đùa nghịch này trông có vẻ dễ bị tổn thương. Nhưng không phải vậy. Vì gần đó là một kẻ to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và nguy hiểm hơn nhiều. Mẹ của chúng. Chắc chắn con gấu nâu này trông có vẻ như nó là một bà mẹ dịu dàng. Nó là kẻ bảo vệ duy nhất của chúng, và những con nâu này sẽ chỉ dựa vào mình mẹ để có được sự an toàn và thức ăn trong 2 năm. Và hãy tin chúng tôi, chúng đang trong tình trạng tốt, vì bà mẹ thuộc hàng đỉnh này sẽ làm bất cứ điều gì cho các con của nó. Con gấu mẹ huấn luyện các con và chu cấp cho chúng, trong khi vẫn luôn để mắt canh chừng. Và khi một con gấu khác đến gần, đó là lúc bản năng làm mẹ thực sự trỗi dậy. Khi mối nguy hiểm đã bị đuổi đi, nó tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo của một bà mẹ: săn mồi. Khi sắp tung ra đòn tấn công cuối cùng, nó phát hiện lũ gấu con đang gặp rắc rối và nó quay lại để cứu các con. Ngay khi chúng đã an toàn công việc của mình, một con nai sừng tấm cho cả nhà. Khi đề cập đến một con gấu mẹ, thì gia đình là ưu tiên số 1.